Các bạn thân mến, trong dòng chảy của Phật giáo Á Đông có một hiện tượng thú vị, đó là hình ảnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có thể nói, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát được tôn sùng nhất, có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ Như Lai. Theo quan niệm của Phật giáo Trung Hoa, có bốn vị Đại Bồ Tát bên cạnh Phật Thích Ca là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tuy nhiên, Bồ Tát Quan Thế Âm được người ta biết đến hơn cả. Ở đây chúng tôi chỉ bàn đến Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩa là Ngài Bồ Tát có thể lắng nghe được tất cả nỗi đau khổ kêu than của thế nhân. Điều này chỉ có được ở những vị Bồ Tát đã tu luyện thành chính quả. Khi ấy, tất cả các giác quan có thể hòa trộn được vào nhau. Kiểu như mắt có thể nghe thấy tiếng kêu, tai có thể ngửi thấy mùi vị. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là người có thể dùng Phật nhãn của mình để lắng nghe và thấu hiểu mọi sự ai oán, đau khổ của chúng sinh để mà ra tay cứu khổ cứu nạn. Khi có việc gì đau khổ, người ta thường kêu nơi Phật Quan Âm. Oan ức thiệt thòi, người ta cũng đến trước Phật Quan Âm. Vợ chồng muộn con thường được khuyên nên đến cầu nơi tượng Đức Phật Quan Âm. Vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay nữ? Phật giáo quan niệm rằng, mười phương chư Phật thì không hề có nữ nhân. Như vậy, chắc chắn Đức Quan Thế Âm phải là nam rồi, đúng không ạ? Đức Quan Thế Âm xuất hiện dưới hình dạng phụ nữ chỉ mới được thịnh hành từ đời Đường bên Trung Hoa. Đến nay, hầu như ở khắp các cơ sở thờ tự Á Đông đều quen thuộc với hình ảnh Bồ Tát dưới hình dạng là phụ nữ. Tại sao lại có điều này? Thực ra thì trong Phật giáo, giới tính của Phật là điều không quá quan trọng. Các tín đồ Phật giáo thường không quan tâm nhiều đến giới tính và sự sinh sản của các vị thần Phật mà họ thờ phụng. Hơn nữa, theo phẩm bổ môn, thì khi ra tay cứu vớt chúng sinh, Bồ Tát thường chuyển hóa thành 32 sắc tướng, khi thì thành thiện nam, khi thì thành tín nữ, lúc thành người hành khất, khi thành bà quá phụ. Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, như chúng ta vẫn thấy dưới hình dạng ngày nay, chỉ là một cách thể hiện sắc tướng được nhiều người quen thuộc và thừa nhận mà thôi. Chúng ta nên biết rằng, mười phương chư Phật thì không hề có nữ nhân. Thực ra trong Kinh Đại Nhật và Kinh Bi Hoa, Đức Bổn Sư Thích Ca đã từng dạy rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đời quá khứ đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Như Lai và thuở lâu xa vô lượng kiếp về trước. Vì bi nguyện độ sanh mà Ngài thị hiện làm thân Bồ Tát. Cũng trong Kinh Bi Hoa, Đức Phật luôn luôn gọi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là Thiện Nam Tử Tốt. Vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không thể nào là nữ nhân được. Căn cứ theo lịch sử về tôn giáo, nhân gian giật sử, linh ứng truyện ký và các lịch sử, tính chất sự tích của Trung Hoa từ sau nhà Châu vua Chiêu Vương đến cận đại và Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 3 đến cận kim, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng hóa hiện vào các thế gia và cả bần gia để ứng cơ hóa độ chúng sinh. Mượn sự tướng của thế đạo để dẫn dắt nhân gian hướng thượng quay về chánh đạo, như Quan Âm Diệu Thiện về đời vua Trang Vương, Quan Âm Sách Giỏ Cá đời vua Huyền Tôn nhà Đường, Quan Âm Thị Kính đời nhà Minh, Quan Âm Linh Ứng đời nhà Nguyễn, vân vân. Tham khảo điều này cho ta thấy, qua các đời phong kiến, mọi quyền hành sanh sát và làm tao loạn nhân gian hay thịnh suy cho đất nước đều nằm trong tay nam giới. Tuy vậy, những nữ lưu tuyệt đẹp và xuất sắc vẫn là cao điểm để đam mê và dễ bị nữ sắc lung lạc và điều khiển. Vậy, sự hiện người nữ nhằm để chuyển hóa tâm xấu ác và cải thiện những xa hoa trụy lạc, đó là mục tiêu tùy duyên hóa độ của Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng từ đó mà tượng ảnh của Ngài trở nên nữ mạo trong một số quốc gia châu Á. Nhưng điều căn bản là chúng ta phải biết rằng đó là hình ảnh thị hiện, không nên chấp là Phật thân của Ngài.
danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát trong nhân loại ai cũng đều biết đến, cũng đều niệm khi có tai nạn hiểm nguy và ách nạn khủng khiếp, ngoại trừ hạng người sanh ra nơi biên địa hoặc căn trí quá tối tăm hoặc tín ngưỡng tà đạo, mê muội với thần quyền hữu danh mà vô thực. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe sự tích về Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp ngài làm con đầu lòng của vua Vô Chánh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhân tâm xu hướng theo lời giáo hóa của Phật càng ngày càng đông, bèn suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không phải chân chánh thì đâu có lẽ người ta sùng bái khắp xứ như vậy. Nên vua mới phát tâm sắm đủ lễ vật đến cúng dường Phật và chúng tăng trong 3 tháng, và lại khuyên các vị vương tử và đại thần cũng làm như vậy. Khi ấy, Bất Huyến Thái Tử vâng lời phụ vương, hết lòng tin kính, sắm đủ các món ngon quý và đem những đồ trân trọng của mình mà dâng cúng cho Phật và đại chúng trong 3 tháng, không trễ nải bữa nào và cũng không món gì kém thiếu. Quan đại thần Bảo Hải là phụ thân của Phật Bảo Tạng, thấy vậy khuyên rằng: Điện hạ đã sẵn lòng tu phước mà cúng Phật cúng tăng, vậy xin điện hạ hãy đem công đức đó mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên cầu sự phước báu trên cõi trời Đạo Lợi hay là cõi trời Phạm Thiên Nam Chi. Bởi vì mấy cõi ấy tuy là cảnh vật vui tốt, nhân dân vui sướng, căn thân đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài, đặng phép thần thông, dạo đi tự tại, những đồ y thực sẵn có, các cuộc du hí đủ bày, chăm thức tự nhiên thọ dụng đủ đều khoái lạc, không có sự khổ như cõi nhân gian. Cái phước báu trong các cõi đó tuy là mỹ mãn như thế, nhưng còn thuộc về hữu lậu, có hư có mất, chắc chắn gì đâu, chắc là sự vô thường, thật là tướng vô định, như cơn gió thổi mau, không có thế lực gì cầm lại đặng. Hết vui thì xảy ra buồn, hết sướng thì trở lại khổ, dầu có sống lâu đến mấy ngàn năm đi nữa, cũng không khỏi con ma sanh tử lôi kéo vào đường nọ ngõ kia. Nếu điện hạ cứ cầu phước báo đó, chắc không thoát khỏi ải sanh tử luân hồi, nếu đã không khỏi luân hồi thì chưa chắc lúc nào đặng tiêu diêu tự tại. Chi bằng điện hạ đem công đức đó mà cầu món phước báu vô lậu, không hư không mất, đời đời kiếp kiếp vượt ra ngoài 3 cõi 4 dòng, hưởng sự an vui vô cùng vô tận và hồi hướng về đạo Bồ Đề mà cầu mau thành Phật quả, đặng cứu độ chúng sinh khỏi sông mê biển khổ. Vậy phần tự lợi đã vuông tròn mà đức lợi tha lại đầy đủ nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe ông Bảo Hải khuyên nói như vậy, bèn đáp rằng: Ta xem xét cả thảy chúng sanh trong đường địa ngục chịu sự khổ cực, còn kẻ nhân gian và người thiên thượng thì đủ điều cấu nhiễu, lắm chuyện trần lao, không có chút nào đặng thanh tịnh, bởi đó mà tạo thành tội nghiệp, nên mới thọ quả báo mà đọa vào 3 đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bất Huyến Thái Tử đáp lại rồi tự nghĩ rằng: Bởi chúng sanh ở trong đời không gặp đặng những người hiền nhân quân tử, khuyên việc lánh giữ làm lành mà dìu dắt lên con đường giải thoát, chỉ gặp những kẻ tàn ác tiểu nhân cũ dụ nhau kết bạn bè, thường xúi dục những điều bất thiện và lại phá hư chánh pháp, khinh pháp đại thừa, làm cho mất cả căn lành, thêm điều tà kiến, vì vậy mới che lấp tâm tánh, không biết đạo đức là gì, nên phải chịu nỗi đày đọa. Bất Huyến Thái Tử ngâm nghĩ hồi lâu, rồi thưa rằng: Nay tôi đối trước mặt Phật và đại chúng mà tỏ lời như vậy, tôi nguyện đem tất cả các món công đức tôi đã từng cúng dường Tam Bảo và các món công đức tôi đã từng tu tập pháp màu mà hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Tôi nguyện
trong khi tôi tu những điều công hạnh Bồ Tát, làm những việc lợi ích cho chúng sanh, nếu tôi xem có kẻ mắc sự khốn khổ hiểm nghèo ở trong hoàn cảnh ám muội, không biết cậy nhờ ai, không biết nương dựa vào đâu mà có sư niệm danh hiệu tôi, tức thời tôi dùng phép thiên nhì mà lắng nghe và dùng phép thiên nhãn mà quan sát, coi kẻ mắc nạn ấy ở chỗ nào, cậu cần việc gì, đặng tôi hiện đến mà cứu độ cho khỏi khổ và đặng vui. Nếu chẳng đặng được như lời thề đó thì tôi không thành Phật. Thưa Đức Thế Tôn, nay tôi vì hết thảy chúng sanh mà phát lòng đại nguyện tu học về pháp xuất thế, lo làm các công hạnh tự giác tự lợi. Nguyện khi phụ vương tôi là vô chánh niệm, trải hàng xa kiếp nhẫn sau thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai, ở cõi an lạc. Thế giới hóa độ chúng sanh xong rồi, chừng nhập niết bàn, chánh pháp truyền lại, thì tôi tu hành làm việc Phật sự. Đến lúc chánh pháp gần diệt, hễ diệt bữa trước thì bữa sau tôi chứng đạo Bồ Đề. Xin Đức Thế Tôn từ bi mà thọ ký cho tôi, và tôi cũng hết lòng yêu cầu các đức Phật hiện tại ở hàng xa thế giới trong mười phương đều thọ ký cho tôi như vậy nữa. Đức Bảo Tàng Như Lai nghe mấy lời nguyện ấy, liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng: ngươi xem xét chúng sanh trong cõi tiên thượng nhân gian và trong ba đường xứ đều mắc những sự tội báo mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, rút bỏ những điều phiền não và làm cho cả thầy đều đặng hưởng sự an vui. Vì người có lòng soi xét những loài yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy, nên nay ta đặt hiệu là Quan Thế Âm. Trong khi ngươi tu hành Bồ Tát thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và làm đủ mọi việc Phật sự. Sau khi A Di Đà Như Lai nhập niết bàn rồi thì cõi cực lạc lại đổi tên là Nhất Thiết Chân Bảo Sở Thành Tựu, y báo càng tốt đẹp hơn trước đến bội phần. Chừng đó lúc ban đêm, độ trong giây phút có hiện ra độ tức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang ở dưới cây Bồ Đề mà chứng ngôi chánh giác hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai. Phước tròn hạnh đủ, muôn sự vẻ vang, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng, mà lại sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Rồi khi diệt độ thì chánh pháp còn truyền bá lại đến 63 ức kiếp nữa. Bất Huyến Thái Tử nghe Phật Bảo Tàng thọ ký rồi liền vui mừng mà thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu sự thề nguyện của tôi quả đặng hoàn mãn như lời Ngài nói đó, thiệt là hân hạnh biết bao. Nay tôi lạy Ngài, xin làm thế nào cho các đức Phật hiện ở hàng xa thế giới cũng đều thọ ký cho tôi, và khiến cho cả thầy thế giới đều đồng vang xa những tiếng âm nhạc, và các kẻ chúng sanh nghe tiếng ấy đều đặng thân tâm thanh tịnh mà xa lìa mọi sự dục vọng trên đời. Lúc Bất Huyến Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tức thì các thế giới tự nhiên rung động vang rền, kêu ra những tiếng hòa nhã, ai ai nghe đến cũng sanh lòng vui vẻ, là cho các điều dục vọng bỗng nhiên tiêu tan cả. Khi ấy, thoạt nghe các đức Phật ở mười phương đồng tinh thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: đương khi thời kiếp tiện trụ ở tại cõi Tán Đề Lam thế giới, nhằm lúc Phật Bảo Tàng ra đời
mà giáo hóa chúng sanh. Có con của vua Vô Chánh Niệm tên là Bất Huyến Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trong 3 tháng. Do công đức đó nên trải hàng xa kiếp sẽ thành Phật, hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai. Ở về thế giới nhất thiết chân bảo sở thành tựu. Bất Huyến Thái Tử khi đặng chư Phật thọ ký rồi thì lòng rất vui mừng. Đến khi mạng chung thì Ngài thọ sanh ra các đời khác, trải kiếp nọ qua kiếp kia, hằng giữ bổn nguyện, gắng công tu hành, cầu đạo Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, chăm lòng thi hành những sự lợi ích cho chúng sanh. Không có khi nào mà Ngài quên cái niệm đại bi đại nguyện. Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng được bậc đẳng giác Bồ Tát ở cõi Cực Lạc mà hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương đem về cõi ấy. Đến sau Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi thì Ngài kế ngôi Phật vị mà giáo hóa chúng sanh.